Sáng ngày 20 tháng 7, sau 3 tuần tạm hoãn, tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Lê Tùng Vân và các đồng phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai. Trong phiên tòa sáng nay do vắng mặt một số người bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan nên luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để xác minh về một số chứng cứ trong hồ sơ. Trong khi đó, phía bị hại đề nghị hội đồng xét xử làm việc vì đã có đầy đủ căn cứ Đại diện viện kiểm sát cho rằng đây là phiên xử được mở lần thứ hai nên đề nghị tòa căn cứ vào lời khai có trong hồ sơ để xét xử. Sau nghị án, hội đồng xét xử cho rằng những vấn đề mà các luật sư nêu lên không ảnh hưởng đến việc tiếp tục mở phiên tòa. Trong quá trình xét xử, phiên tòa sẽ làm rõ những vấn đề liên quan đến những ý kiến luật sư nêu ra. Sáu bị cáo gồm Lê Tùng Vân, 90 tuổi, Lê Thanh Hoàng Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi và bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi. Cùng ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo trên cùng một số người khác đến ở tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, do bị can Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Tại đây họ đã sử dụng các phương tiện gồm máy tính, điện thoại di động để đăng tải trên mạng xã hội Facebook và YouTube cá nhân những nội dung có chứa đựng thông tin sai sự thật, bị đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, xúc phạm Phật giáo, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Cơ quan điều tra xác định các bị can đã đăng tải 5 video và một bài viết trên mạng xã hội qua phân tích giám định và xác định đây là hành vi có tổ chức xâm phạm đến cơ quan nhà nước, tổ chức tôn giáo và cá nhân.